Tôm hết đâu, hết tôm tôm hết mà. Hết trong nhà anh tính. Để lấy cái gì rồi, rửa lấy tôm hết ra giùm anh em. Cắm đi con. Cái này bữa đó ăn bữa ngon quá trời cả nhà ơi. Mình tiếp tục. Cái này mình mua thêm ăn nữa. Ủa cái chạch này còn sống luôn ơi. Còn sống. Cái chạch này mình sẽ kho nghệ đó nha. Rửa lại cái. Mình cá mà. Vô tắm đi. Vô. Nước mình cha. Đánh giấy nữa hả gì anh tính? Có cạo xuôi cho đánh giấy cũng nhất nha. Cá chạch không nên đánh giấy. Đánh giấy nó cứng ha. Cá đó cá chạch lấu trời. Lấu. Nhóc lấu cho người đen đen nó. Lấu nhóc cho nó nha. Con lên đắp lượt con xin cho già tới trở ra. Có nè. Có không? Có kìa. Đi ngoài ăn à. Được nhớ rồi. Bỏi. Anh ba thì đi mua nghệ rồi cả nhà ơi. Bác hai nằm võng nghỉ bà anh. Với anh Phong. Tắm lên Phong ơi. Tắm lên Phong ơi. Cho với anh ba. Anh chắc nước luôn đi. Vô đây anh em đang nấu nước cơm mẻ cả nhà. Nè đồ lâu nè. Có chưa? Quá ngon rồi. Tính đây nấu trong này luôn đi tính đây. Trong đây cho sáng cho ngoài tới hù à. Nấu đây luôn lên tính nè. Cá này luôn ha. Nước lên đây bắt nước luôn đi. Nước gì? Nước gì? Kho cá chạch ha. Còn cái nào cái chảo ở đây. Cái gì cũng được, cái con cũng. Ê, anh tính để mớ găng vô trước anh tính đây. Để cho nó nổi đi. Càng chín càng ngon. Mình cần cho trứng xương đều thiếu. Trứng chín thịt kìa. Ủng vô. Được chưa? Dùng nào tốt nấy. Rồi mình phải nấu nữa chứ có gì đâu sợ. Nấu ở đó cái này nó bung lâu cả nhà. Không có bổi trên trời. Nó có chữ này nó ngon trời. Cái này sắc của chú cây nó có hù à. Đổ mình còn cải bắp cải gì không? Không biết nữa. Có khi tiếng thôi. Bây giờ anh em không có bổi rồi cả nhà. Anh em cũng đúng thêm cây chuối hột. Rồi cắt được rồi đó anh ba. Làm gọt được rồi đó. Ừ. À, làm bậy thêm một dĩa dĩa gỏi nữa cả nhà. Muốn khói rồi đây cả nhà ơi. Ừ. Ăn cơm uống thuốc gì cũng cái. Trời ơi, cái cây cũng ăn có bao nhiêu bà ơi. Già cả. Lụm mà cả nhà nghe phát bốc rồi thấy không? Không cả nhà. Đó ngon, hấp dẫn lắm. Ngon mắt. Giờ mình tắt cái bưng dưới luôn, lấy cát. Cũng đời không cả nhà. Dễ quá đã. Rồi hết rồi. Rồi đi dưới rồi. Hai dĩa chứ. Bưng xuống sau nha. Bưng xuống sau. Chảo đồng trộn cơm ăn cái té tè. Vô anh phải quay. Thôi nhào vô. Không có cái gì quý giá cả nhà ơi. Này cũng được chút đỉnh. Ăn cơm. À, chiều cái mình
tối rồi cả nhà, em đáng ra rồi. Đây nhậu quá. À, hơi trễ. Vô đây ra ngoài chứ. Bác Hai ngồi đó đi. Nhậu. Không ấy bác Hai bên sức. Anh Phong. Ra đây, ra đây, ra đây. Không ra đây. Ra đây. Tôi con kiến hay gì. Đó. Đơn giản cả nhà ơi. Anh ba mà xuất bát, em mà xuất vô cái tép với cá chạch kho nghệ với cái lẩu bác Hai với cơm không? Lẩu gan bò cả nhà. Đây. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Mời đại gia đình thân yêu mình hết luôn nha. Mời ông bà, cô, chú, bác, anh, chị, em hết lên, hết luôn trên kênh Tú Bất Chứa Bất Chuột nha. Cá lầm tông kho kho gạch cua. Còn này cá chạch kho nghệ. Mời đại gia đình thân yêu mình cùng thưởng thức bữa cơm chiều của anh em mà lỡ cỡ thành cơm tối luôn cả nhà ơi. Đó. Trời cái lẩu ra trời luôn đó. Trời tính hoài. Vô cả nhà ơi. Thôi, kia ăn cơm đi. Rồi mời cả nhà ăn cơm chiều nha. Mời cả nhà ăn cơm. Cậu ba mày ơi. Trời giờ phò rồi cho nó con mới làm bày cũng được nha. Cơm ơi. Cơm bữa nay để cái máy này có bên nè. Bên kia. Cho kiểu. Vậy đi. Con ngồi xuống đây hay gì? Rồi cho anh cái chén à. Rồi anh Tốt, anh lấy xuống. Chén đi cô. Ngồi xuống. Ừ. Không. Cơm, cơm cả nhà ơi. Giá quậy rộng nó mời trong kia còn một bài cúng giùm nữa. Đấy, mời đi vô đóng gụm. Gụm nữa. Gụm nữa. Gụm nào? Vô ơi, tôi có điểm này có đó. Gụm. Trời ơi. Vô. Lẽ mai ở lại thêm ngày nữa đi săn nữa trời. Vô cả nhà ơi. Mà lại tới một năm mà nói gì vậy? Tôi tin gì hả vậy? À, quên bữa hứa, cũng qua hứa. Mới hứa hôm qua trời ơi. Chết luôn. Mời cả nhà nha, mời anh Hai nha, mời anh Giang, mời anh Trung, mời hết luôn nha. À bác Hàng thử chuối con sắc coi con mình coi con có điểm nhiều không nha. Cả nhà nha. Cho con sáng đấy, thịt cho con ăn nha. Thử quá, thử quá. Cay không? Rồi con gấp cho bác Hai. Gấp túi ra đâu. Rồi con gấp cho. Trời ơi, cứ á, bác Hai cho con đếm liền nha. Con biết mà không làm gian gì nữa đó. Anh ta để gạch cho bác Hai. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con ăn gì không ngồi? Này, nhiều bánh. Đúng rồi. Dạ, con ăn lớn lên cho chín. Cái món này cái ta. Không ngon bằng cái nhà. Thấy anh Tú người ta. Trời ơi, cũng cái món này gặp cơ sống này nhưng mà bên đây xúc vô kẹp vô. Dạ, con để cho nó chín nó ăn nghe con. Dạ. Con vô chỗ con lấy cái nón trắng cho cha con đội cho con. Chứ đang thôi, cục thừa rồi, da cục khang cái đâu thấy được. Giống ngay giống cứt rằng. Không thấy anh Tú nha. Không chịu nữa. Trời, ủng ra mọc hay là ủng cái ủng vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thanh đây. Ba muốn hả? Thanh. Vô. Thanh đây. Mời cả nhà luôn nha. Giới thiệt luôn. Hai luôn. Này không thôi chưa hả? Không đâu. Vô. Quay vô nó lên. Kéo cái quạt thích ghê quạt bắt hai đó. Thử vậy đó. Được rồi. Trời ơi, càng nóng ra, lẩu chua thì cũng bài à. Đúng rồi. Với con cá chạch cái gai. Mặn á. Rửa con thôi. Nặng dính dính. Gắp cho bác Hai anh bác. Đây đang ăn cái này. Mời cả nhà nha. Tự lo cầm đấy mà. Dạ. Được. Đang nghe, nghe mấy cái sụn. Cũng hơi mềm bác Hai. Mềm ha. Cũng được ha. Ừ. Đợi xíu. Cá chạch này ăn thứ gì cho đổi anh Thanh đâu. Em không lên lướt mà vô, anh không thử con tết vừa ho tết. Không vô cũng mặn gì á. Mặn không? Mặn. Bỏ nước tìm quá. Đây, dễ để trương đây. Không có gì đâu để trương. Nó gấp cho. Cái này. Dễ này bát tiền rồi cả nhà. Lâu đời lắm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bát tiền. Có 5 ăn 1 tháng. 2, 4, 5 5 1 tháng 7 không? Ừ.
bảy là thất tiền cái bác. Bác lắm, bác bảy. Vậy này người ta cũng đang thiếu lầm đồ khổ, người ta mua đâu cả tỷ giữ 2 tỷ rồi mà có bán cả nhà. Bây giờ mình đọc ra lầm miệng, cây cầu nhạc chơi. Đi gót quá dùm tay, đâu rồi? Nóng. Sao thấy ngon mà ngon muốn lên đây ở giờ với em dựng thắng hay thắng đi sân bắt chuột luôn không giỏi lắm cả nhà bữa nay bắt dính chuột ra lạc rồi chị dồn dữ lắm quá dữ rồi cả nhà ơi. Con ăn gì thôi. Trời ơi, trời ơi. Dây nhách sao con ăn được? Hồi đấy kêu mẹ lấy kéo nhấp ra cho con ăn. Cay hả? Trời ơi, cay là uống nước vô. Vô Tính ơi. Vô. Tính không ơi. Vô. 1, 2, 3, vô. Quả đó ha. Vô anh Quả ơi. Để có bạc xích lại bà quá. Thôi thôi được rồi. Được rồi. Đừng thôi, được rồi. Được rồi. Được rồi. Không. Đang ăn cái món này. Dạ. Thì ăn xong bữa tiệc hôm nay sáng bắt 8 giờ cũng lại lên xe cả nhà ơi. Còn anh Phong ở lại chơi với anh em có 16 rồi. Giờ lên Sài Gòn. Đến bữa bắt 2 cũng chơi tiếp. Chúc bắt 2 đi về mạnh khỏe. Ở đây cảm ơn anh em chú bắt chú chuột. Dạ. Xuống đây tiếp đỡ. Được chưa? Nhưng mà tình nghĩa được rồi. Dạ. Cũng là cầu mong cho bác hai sức khỏe dồi dào cả nhà ơi, về chơi với anh em cả nhà. Bác hai, có ngày sống ở đời. Đây, mấy chục năm mới được anh hai. Dạ. Bác hai sống rất là hòa đồng. Chứ em út ở bên kia làm gì có mà ăn ha bác hai. Không có. Dạ. Có thì con không ngon. Nó cũng đông lạnh như vậy không? Không luôn hả? Không có luôn. Nó có chỉ có con cá đông lạnh hết chỉ hợp chủ một cái biển thôi. Ngày nào đó dắt phải uống hả? Nóng dữ lắm nha con. Chậm quá không phải. Lắm lắm mấy ngày bữa nay mạnh ngày nào dắt nó uống kìa. Cái gì đồ đũa hả? Ừ để có sao đây đồ đũa. Có hẹp. Không mới rồi bánh. Dạ luôn. Dạ thì à uống đi. Dạ đó con. Nè đũa nè. Sao bắt cáo đẩy con miếng ớt mà. Nè. Kia dắt uống không đây? Thôi em còn. Còn hả? Thôi em không uống em không dắt. Ừ, cảm ơn. Đủ 14.000 ít. Rượu mất kho nha quay. Quá đầu nước lạnh múc giờ nào cũng có. Ừ. Gì á? Nước cơm. Nước cơm này mà không đẹp ha. Được. Thì tại mình để nước nghèo quá nó dễ lắm. Không vậy. Vậy còn cái nghèo quá uống đậu ngon đâu. Thành ra nó chặt mềm không ai? Mềm nước chứ. Chặt này cần kho tại vì kho nước lạnh trước cho nó mềm á. Đúng ngày kho nó vừa mới đúng bài luôn á. Ha. Dạ. Giờ quên nó chặt cái giờ tư kho nó ngọt cực kỳ luôn. Từ là đúng rồi. Quên. Sao anh Phong? Thật ra cái thạch này nước trong cái lạ. Giờ đi chơi sao anh Phong? Ok anh Phong? Quá ok. Mai em đăng ký đi săn chuột nữa vậy mấy anh. Hỏi vô đi anh. Hỏi vô cho anh gửi. Điền bình thôi. Cảm ơn. Lên. Lên. Có một gà ông đặt cho ông Thanh 29. Hả? 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 H
không chút xíu rồi đó là phu nhân lo. Tôi hớp qua vô là ngày mai tôi nghỉ đi luôn. Nó đau lưng. Chứ sáng thấy cầm giỏng không? Hớp cái gì đó không ra đây. Tôi nghi bị voi quá. Hớp hộp gà đập vô đây cái hớp cái tối thức không à, đâu ngủ được. Thì đau, đau lưng đó. Giờ cứ ngào chịu nổi cái hộp gà mà để chạy cho chạy thăm vô nha. Ngon. Ngon gà. Vô nè, ngon cái gà. Vô. Ngon con. Chúc mừng các anh sống lại. Vô rồi, vô cái đi. Rồi cũng mình xin phép kết thúc cái clip đi. Hẹn cả nhà là gặp lại clip sau nha. Bác hai có muốn nói gì không? Ôi, vui vẻ rồi, hẹn lại dịp khác. Dạ. Đây là đầy đủ lắm rồi. Có tạm biệt bác Chính nha không? Bạn bạn không, tôi có tạm biệt. Không có tạm biệt, tạm biệt cái clip này anh mới gặp nó. Hẹn gặp ông ở đây xuống tạm biệt. Dạ, rồi, ok. Mong ông có mặt còn vui vẻ thêm. Dạ. Bạn già. Bạn già bác hai đây mà. Bạn già bác hai. Ờ giờ cũng tối cả nhà ơi. Thì ăn bữa cơm nay thì chiều nay thì ngày mai sáng nay thì bác hai cũng về lại Sài Gòn lại. Bữa bác hai xuống chơi tiếp cả nhà ơi. Thì thôi em cũng xin hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Chúc cả nhà có một bữa tối vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, gia đình và người thân nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye. Phan đâu thấy được. Giống ngay giống cứt mặt. Không không thấy không thấy anh Tuấn nha. Không được không? Trời trời cái ủng ra một hay là ủng 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 cái. Ủng ủng vô. Lớn rồi, lớn rồi. Uống gì trời? Vô Thanh đây. Ba muốn hả? Thanh. Vô. Vô Thanh đây. Mời cả nhà luôn nha. Vô thiệt luôn. Hai luôn. Để cái này nó sôi chưa hả? Quạt. Không có. Vô. Quay vô nó lên. Kéo cái quạt thích ghê, quạt bắt hai đó. Thử gì đó. Được rồi. Trời ơi, càng nóng ra, lẩu chua thì cũng nóng hoài à. Chứ con cá chạch cái gai mặn á, nhỏ con thôi, nặng dính dính, gấp cho bác hai anh bác. Đây đang ăn cái này. Mời cả nhà nha. Tự lo cận đấy mà. Dạ. Được. Đơn giản, nghe mấy cái sụn cũng hơi mềm bác hai, mềm ha, cũng được ha. Ừ. Đợi xíu. Cá chạch này ăn thứ gì chưa nói anh Thanh đâu. Sâu lên cho bác cái lớp ngoài ha. Em có liếm liếm rồi, anh thử con lớp gì là không có. Hình như cũng mặn này á. Mặn không? Mặn. Bỏ nước thêm quá. Đây, dễ để chương đây. Không có gì đâu để chương. Nó gấp cho. Cái này. Dễ này bát tiền rồi cả nhà. Lâu đời lắm mà. Đừng quá nóng ra. Bát tiền có 5 ông một bát. 2, 4, 5. 5 ông một bát. 7 ông. Bảy là thất tiền cái bác. Bác lắm, bác bảy. Vậy này người ta cũng đang siêu lầm đồ khổ. Người ta mua đâu cả tỷ giữ 2 tỷ rồi mà có bán cả nhà ơi. Bây giờ mình đọc da lầm miễn cây cầu nhạc chơi. Đi gót quá dùng tay. Đâu rồi? Nóng. Sao không thấy ngon mà không? Muốn lên đây ở chơi với em chừng tháng hai tháng đi sân bắt chuột luôn. Không giỏi lắm cả nhà, bữa nay bắt dính chuột lên lạc rồi. Không chịu dồn dữ lắm. Quá dữ rồi cả nhà ơi. Con ăn gì thôi. Trời ơi, trời ơi. Dây nhách sao con ăn được? Bà đấy kêu mẹ lấy kéo nhách ra cho con ăn. Cay hả? Trời ơi, cay là uống nước vô. Vô Tính ơi. Vô Tính không ơi. Vô 1, 2, 3, vô. Quả đó ha. Vô anh quả ơi. Anh quả xích lại quá. Thôi thôi được rồi. Được rồi. Đừng đừng. Được rồi. Được rồi.
không? Không. Đang ăn hai món này. Dạ. Nóng con. Thì ăn xong bữa tiệc hôm nay, sáng bắt 28 giờ cũng lại lên xe cả nhà. Còn anh Phong ở lại chơi với anh em có 16 rồi. Về lại Sài Gòn. Đến bữa bắt hai cũng chơi tiếp. Chúc bác hai đi về khỏe. Ở đây cảm ơn anh em chú bác chú chuột. Dạ. Chú này giúp đỡ được chưa, nhưng mà tình nghĩa được rồi. Dạ. Mấy thằng to ba cũng cầu mong cho bác hai sức khỏe dồi dào mấy ngày về chơi với anh em mấy ngày. Bác hai có sống ở đời lớn 7-16 tuổi rồi đó ha. Cảm ơn tôi mấy chục năm mới được ăn hả? Dạ. Bác hai sống rất là hòa đồng chứ em út ở bên hai. Kia làm gì có bạn ha bác hai? Không có, không có. Dạ. Có thì cũng không có ngon, nó tinh tông làm cái gì không? Không, không luôn hả? Không có luôn. Nó có chỉ có cô nghe cá không á, cá đặt ra không quế hả? Không phải không, cá giống như cá thổ lộ của cá. Cá thổ lộ á? Không phải, cá kèo quá. Kèo, cá kèo, chỉ có cá kèo thôi. Nhưng mà nó đâu có còn ngon ngọt gì nữa đâu. Bụng nó yếu mẹ nó rồi. Dạ, nó lắc cái nước rồi. Cái bụng lâu đó, nó ngập lạnh á. Cái chất. Ủa gì sao nó còn nguyên cái? Như tôi mới vớt lại. Như một cái đầu. Đông lạnh nó chỉ hợp với một cái biển thôi. Ngày nào đó vớt phải uống hả? Nóng dữ lắm nha con. Chậm quá. Hoặc là ngày mới, ngày mạnh ngày nào vớt nó uống. Cái gì đồ đũa hả? Ừ, để coi sao đây đồ đũa. Có hẹp. Tôi mới uống bánh. Dạ luôn. Dạ thì uống đi. Nè con. Nè, đúng nè. Sao bắt cáo đẩy con miếng ớt mà. Nè, kia gió uống không đây? Thôi em còn. Còn hả? Thôi em không uống, em không gió. Ừ, cảm ơn. Rượu mua uống hàng ít. Rượu mất kho chẳng quay. Quá đầu nước lạnh múc giờ nào cũng có. Ừ. Gì á? Nước cơm. Nước cơm này mà không đẹp hả? Được. Thì tại mình để nước nghèo quá nó dễ lắm. Không vậy. Cái kẹo quá uống đậu ngon đâu anh có chặt mềm không ai mềm nước chứ chặt mềm tôm kho tại vì kho nước lạnh trước cho nó mềm á đúng ngày kho nước vừa mới đúng bài luôn á ha. Dạ chờ quên nó chặt cái giờ tư kho nó ngọt cực kỳ luôn giờ tư là đúng luôn quên sao anh Phong thật á thật nó nước trong cái lạ giờ đi chơi sao anh Phong ok anh Phong quá ok mai em đăng ký đi săn chuột nữa vậy mấy anh bỏ vô đi bỏ vô cho nó bữa đi cảm ơn lên có một gà ông đặt châu thanh 239 nè chút chế rồi đó là phu nhân lo tôi hớp qua vô là ngày mai tôi nghỉ đi luôn cái đau lưng. Chứ sáng thấy đồng giống không? Hấp gì ra không ra đây? Tôi nghi bị dôi quá. Dôi thức không hấp hộp gà đập vô đây cái hấp cái tối thức không à đâu ngủ được. Bởi vì đau lưng đó. Giờ cứ ngào chim nổi cái hộp gà mà để chạy ra đây. Chạy ra vô nè. Nhon. Nhon gà. Vô nè nhon cái gà. Vô. Nhon con. Chúc mừng cũng đang sống lại. Vô cái đi. Dạ. Cũng mình xin phép kết thúc cái clip đi. Dạ. Hẹn cả nhà là gặp lại clip sau nha. Bác hai có muốn nói gì không? Ôi, vui vẻ là hẹn lại dịp khác. Dạ. Đây là đầy đủ lắm rồi. Có tạm biệt bác chính nha không? Bạn không, tôi có tạm biệt. Không có tạm biệt clip này anh mới gặp nữa. Em gặp ông ở đây xin tạm biệt. Dạ, thôi, ok. Mong ông có mặt còn vui vẻ thêm. Dạ. Bạn già. Dạ. Bạn già bác hai đây mà. Bạn già bác hai. Ờ giờ cũng tối cả nhà ơi. Thì ăn bữa cơm nay thì chiều nay thì ngày mai sáng nay thì bác hai cũng về lại Sài Gòn lại bữa bác hai xuống chơi tiếp cả nhà ơi. Thì thôi em cũng xin hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Chúc cả nhà có một bữa tối vui vẻ tràn đầy hạnh phúc gia đình và người thân nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye bye. 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 Bye.